Xong video phân tích của chúng tôi, sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm chiếc vòng tay mang tên là Dallas Maverick của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thử nghiệm cách làm nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm một chiếc vòng tay mang tên của một đội bóng NBA. Đó là đội bóng Dallas Maverick nhé. Là cái phần nguyên liệu để chúng ta làm được cái vòng này. Thì trước tiên là mình sẽ sử dụng một cái cuộn dây để chui. Một chiếc kim này. Một chiếc kéo này. Đây chúng ta có hạt vòng và phần chữ để ghép thành cái tên Dallas Maverick. Bây giờ mình sẽ ghép cái phần hạt vòng trước. Mình lấy một hạt vòng màu vàng. Hạt vòng màu vàng này. Đây là cái hạt vòng hình tròn nó có cái độ mỏng. Mình ghép chữ Dallas Maverick với phần chữ S đầu tiên. Chữ S này là cái chữ này cuối cùng nhé. Cho cái hạt vòng màu vàng ở giữa này. Chữ ta
Chữ E.